Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái bài các cái câu hỏi tu từ được đưa ra trong đoạn văn để tìm cái điều mà tác giả muốn nói nhất. Bài này thì đã được gửi cho các bạn rồi, chúng mình nhớ làm trước khi mà check đáp án và cái phần dịch của mình trong cái video này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích cái bài ngày hôm nay nhé. Minasama somosomo nan no tame ni bunshou o kaku no de shou ka? Thì cái câu hỏi tu từ của cái bài này nó được mở ra ngay từ đầu luôn là no de shou ka, là các bạn là minasan, vốn dĩ là viết văn để làm gì? Nan no tame ni bunshou o kaku no ka, đúng không? Thì là bạn viết văn vốn dĩ là để làm gì vậy? Moshi shi zishin ga onaji shitsumon o uketara jibun o hyougen shi ta sa to kakawari nagara ikitei ku tame to kotaemasu. Thì khi mà nhìn một cái câu này thì chúng ta cứ nhìn theo dấu phẩy và nhìn theo cấu trúc ngữ pháp thôi, rất là đơn giản. Nếu như mà được nhận, đúng không, bản thân tôi mà được nhận cái câu trả lời tương tự như vậy thì tôi sẽ kotaemasu, tôi sẽ trả lời là viết văn là để hiển thị bản thân này, hoặc là thể hiện bản thân này, và để vì sống có mối quan hệ hoặc là có mối liên quan tới những cái người khác. Gakko no kyokaso ya sankoso o ikura yondemo sore dake de wa tasa to no kakawari wa umarete kimasen. Cho dù là bạn có đọc bao nhiêu cuốn sách tham khảo hay là bao nhiêu các cái kyokaso là các cái giáo trình ở trong trường đi chăng nữa, thì sore dake de wa, với cái việc như vậy, đế hóa ở đây nó dùng để miêu tả cả về mức độ này, cả về phạm vi này, cả về giới hạn này. Cũng là với cái mức độ như vậy là mình đọc rất là nhiều các cái cuốn sách tham khảo, với rất là nhiều các cái cuốn sách giáo khoa đi chăng nữa, thì chỉ như vậy không thôi ấy, thì là sẽ umarete kimasen, sẽ không thể nào mà có được cái mối quan hệ với người khác, không phát sinh ra được cái mối quan hệ giao tiếp với lại mọi người. Chisuki toste shirukoto to tasa to kakawaru toyukoto wa shichiteki ni mattaku betsu jigen no koto da kara desu. Toyukoto wa là chủ ngữ rồi, cái việc đó là bởi vì rằng là, đúng không? Thì cái kara ở đây nó nối với cái câu đằng trước, là nếu mình chỉ đọc sách tham khảo, đọc bao nhiêu đi chăng nữa thì không thể nào kết nối được với mọi người này. Bởi lẽ rằng là cái việc mà kết nối với mọi người và cái tố ở đây là và cái việc kết nối với mọi người và cái việc biết các cái kiến thức, đúng không, biết giống như là một cái kiến thức hay còn gọi là biết kiến thức ấy, thì nó là koto desu, nó là hai cái việc mà gọi là hoàn toàn khác nhau. Shichiteki ni ở đây là về mặt bản chất, thì nó hai cái việc này nó là hoàn toàn khác nhau. Chisuki o ikura tsumikasanetemo ta sa to kakawaru koto wa eien ni dekinai deshou. Là cho dù tế mộ là cho dù bạn có tích lũy bao nhiêu cái kiến thức đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể nào, vĩnh viễn không thể nào mà có được cái mối quan hệ với người khác, hay còn gọi là có cái sự kết nối được với người khác. Likai shi kando shita koto ya issokenme ni kangaeta koto o chitanakute mo ii kara shikou sakugo shinagara demo ii kara dare ni kichinto to chitaeru renshuu o shite mimashou. Cái câu này sẽ hơi khó phân tích một chút, nhưng chúng ta hãy nhìn theo các cái dấu phẩy này. Ở đây mình thấy có từ ố, vậy mình đi tìm một cái động từ nào đấy gần nhất. Tiếp tục mình lại nhìn thấy temo ikara, demo ikara là hai cái cấu trúc lặp đi lặp lại. Tiếp đến là dare ka ni kichin to chitaeru. Vậy cái từ chitaeru ở đây nó hiện tại nó đang là cái động từ gần nhất so với cái từ ố này ở đây. Nên là cái từ len siêu thì nó lại đi với lại ố shite mimasho rồi, nên là chúng ta sẽ dịch từ cuối lên là gì? Chúng ta hãy thử len siêu, đúng không? Luyện tập cái gì? Luyện tập cái việc là truyền đạt này một cách rất là kichin tộ này, một cách rất là chính xác, một cách rất là đúng đắn cho ai đó. Truyền đạt cái gì? Thì truyền đạt những cái suy nghĩ miệt mài của bản thân, hay là
truyền đạt những cái suy nghĩ của mình này, hoặc là những cái thứ mà mình hiểu hoặc là mình cảm động đến cho người khác, cho dù là nó rất là chitana kute moi kara, cho dù nó rất là dở hay còn gọi là không được hay cho lắm ấy, hay là cho dù là bạn có shiko sakugo ở đây, là bạn có thử nghiệm, bạn đang thực hiện thử nghiệm cái việc đó thì cũng không sao cả. Hãy thử luyện tập cái cách truyền đạt một cách rất là chỉnh chu, một cách rất là kichinto, đúng không? Một cách rất là cẩn thận những cái suy nghĩ isokeme của mình, những cái thứ mà mình đang thấu hiểu và mình cảm động. Sore wa kitto sakai ni hataraki kake. Ở đây là dạng kết lửng nên là mình sẽ dịch là cái việc này là việc gì, là cái việc ở câu đằng trước, cái việc mà mình luyện tập, cái việc truyền đạt những cái suy nghĩ của mình đấy cho người khác ấy, nó sẽ hataraki kake, nó sẽ có cái vai trò chắc chắn là nó sẽ có ích cho xã hội, hay còn gọi là hataraki kake đây là đóng vai trò có tác dụng cho xã hội, và nó nimo naru desho, và chắc chắn là nó cũng sẽ trở thành một cái việc luyện tập để bạn sống ikite iku, sống chung cùng với lại mọi người. Kaku to iu koi wa shizuka ni zubun no naime no mitsumeru koto de arinagara douji ni sakai ni mukete kourou suru dai ippo ni mo nari uru no desu. Ở đây mình thấy chủ ngữ là cái tối ưu cô yếu ạ, cái hành vi viết, tiếp đến là kết thúc là no des. Như vậy câu này nó sẽ giải thích cho cái câu ở đằng trước. Bởi lẽ rằng là cái hành vi viết nó chính là cái hành vi gì? Cái hành vi mà lại thấy có nagara ở đây. Cái hành vi mà mình vừa mitsumeru là mình nhìn tận sâu vào trong bên trong bản thân mình một cách rất là trầm lặng. Đồng thời thì vừa sakai ni mukete, vừa hành động để hướng dành cho xã hội, hay còn gọi hành vi viết nó cũng sẽ trở thành nari uru, ở đây là cũng sẽ trở thành một cái bước để giúp cho chúng ta vừa nhìn sâu vào tận bên trong, vừa hành động để hướng ra xã hội. Thì ở đây cái câu hỏi tu tù của mình là mọi người đang viết văn vốn dĩ là để làm gì, thì cái câu trả lời của tác giả là viết văn để làm gì ạ? Cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất ở đây nó chính là nằm ở trong cái câu desho này. Khi mà có cái từ desho ở đây chính là cái suy nghĩ của tác giả, và tác giả đang muốn kêu gọi cái sự đồng tình từ phía người đọc. Nên là mình sẽ hiểu là cái câu này nó đang là cái hinto để cho chúng ta trả lời cho cái việc là viết văn để làm gì, hoặc là viết các cái đoạn văn để làm gì, thì là phải chăng là cái việc đấy nó chính là đóng góp cho xã hội và luyện tập để sống cùng với lại mọi người. Tiếp đến cái câu đỏ đỏ ở đây mình sẽ hiểu nó là cái suy nghĩ của tác giả rồi, đúng không? Nhưng mà nó có cái từ sode hóa ở đây là đại từ chỉ thị. Nên trong cái câu này mình sẽ kết nối thêm với cái câu ở đằng trước nữa để thành hai cái câu đấy để tìm ra đáp án. Là cái việc đó nó sẽ đóng góp cho xã hội. Cái việc đó là cái việc mà luyện tập truyền đạt lại cho người khác ấy, những cái suy nghĩ của mình ấy, nó sẽ đóng góp cho xã hội và sẽ trở thành một cái cách để mình luyện tập sống cùng với mọi người. Nên bây giờ mình sẽ loại đáp án này. Kakutoki ni wa nano tame ni bunshou o kaku no ka o yoku kangeru koto ga taisetsu da, là cái việc mà mình suy nghĩ một cách rất là thấu đáo hoặc là suy nghĩ kỹ về cái việc là mình sẽ viết đoạn văn vì cái gì thì rất là quan trọng. Thì cái này không phải rồi, khi có câu hỏi tu tử ở đây mình phải đi tìm cái câu trả lời cho nó thôi, là viết văn để làm gì thì nó không phải. Người ta đang hỏi là viết văn để làm gì mà, thì không thể nào đặt cái việc đặt câu hỏi này là quan trọng thì là đang sai rồi. Kakukoto wa dare ni kichinto chitae sakai ni mukete kodo suru koto ni tsunagaru, là cái hành động viết ấy, nó chính là cái hành động mà truyền đạt một cách rất là cẩn thận, một cách rất là đúng đắn cho ai đó và kết nối được với cái hành động là hướng ra ngoài xã hội. Thì đáp án của mình nó chính là cái câu này. Của mình ở đây nó chính là kết nối của hai cái câu ở đây, là cái việc mà chúng ta luyện tập để mà truyền đạt lại cho người khác những cái suy nghĩ của mình ấy, nó sẽ đóng góp cho xã hội và giúp cho mình kết nối được với mọi người, đúng không? Nên ở đây nó chính là cái từ chitai ru ở đây này, là truyền đạt một cách kichinto này cho người khác này, và sẽ tsunagaru là sẽ lên siêu ni monaru là bằng nhau, sẽ sống chung cùng với mọi người, gọi là luyện tập để sống chung cùng với mọi người, thì chính là tsunagaru với cái hành động là hướng đến cho xã hội. Tại vì là cái việc đấy nó sẽ đóng góp hataraki kake cho xã hội mà.
Còn cái câu số 3 này, kyo ka so ya sang ko so de benkyou shite mo chisuki ga fueru dake de kaku koto wa zozu ni naranai. Cho dù là mình học ở trên giáo trình hoặc là học ở sách tham khảo đi chăng nữa thì cũng chỉ là tăng kiến thức thôi và không thể nào giúp cho mình giỏi được cái việc viết. Thì cái câu này sai rồi. Cái đoạn trên người ta đang nói là đúng là đọc rất là nhiều các cái cuốn sách tham khảo thì sẽ tăng kiến thức, nhưng mà người ta đang nói là mặc dù nó là tăng kiến thức nhưng mà nó không kết nối được với người khác, nên cái đoạn mà kakukuto wa zozu ni naranai này là sai này. Kakukuto ni yotte hito wa seichou shi zibun no naime no mitsumerareru you ni naru là điều tác giả muốn nói nhất là con người sẽ trưởng thành thông qua cái việc viết và có sẽ, đúng không? Yoni sunaru là sẽ có thể nhìn được vào sâu bên trong của bản thân mình thì là bị sai rồi. Chúng ta sẽ vừa nhìn sâu vào bên trong, vừa là một cái bước vừa viết để mà hướng đến cho xã hội, chứ cái đoạn mà nhờ việc viết mà chúng ta xê trồ ở đây thì không có nói tới. Còn cái yoni naru này thì là cũng sai. Từ cái việc là mình mitsumeru đấy thì mình mới sakai ni mukete kodosuru yoni naru thì mới đúng không? Nên là cái số 4 này là đang bị sai. Đáp án của mình ở đây chính là cái số 2. Thì trong cái bài này có một cái hint mà các bạn cần nắm được, đó là chúng ta cứ nhìn câu và đọc đoạn văn theo cái luồng của cấu trúc ngữ pháp, theo các cái dấu phẩy mà người ta đã đánh ở trong bài. Ví dụ như là những cái câu này nó rất là dài, đúng không? Mình cứ nhìn thấy ố này, xong là kara này, demoi kara, xong là dareka ni kichinto chitaeru này, xong là renshi o shite mimashou. Thì cứ nhìn theo cụm ố đấy, theo cái cụm mệnh đề danh từ đấy, theo cái cấu trúc ngữ pháp đấy là nó sẽ ra. Hoặc đây cũng tương tự như vậy này, đây là dạng kết lửng này. Kết lửng thì là đã gửi cho mọi người link rồi, mọi người vào đấy đọc lại thôi. Là chắc chắn cái việc đó, đúng không? Cái việc luyện tập đấy nó sẽ đóng góp cho xã hội này, sẽ trở thành cái việc luyện tập nọ kia này. Đề sổ ở đây nó là một cái câu nói miêu tả về cái suy nghĩ của tác giả, đang kêu gọi sự đồng tình. Có là tác giả đang nghĩ như vậy và đang hỏi đối phương hoặc là người đọc xem là có đang nghĩ như vậy hay không. Thì cái từ đề số đấy nó là một cái hint để giúp cho mình nhận ra được rằng là cái điều tác giả đang muốn nói nó nằm ở đây đây. Thì cái dạng bài câu hỏi tu từ này, mọi người nhớ là cái câu hỏi tu từ đưa ra nó là gì thì mình đi tìm câu trả lời cho nó. Là viết văn để làm gì? Để luyện tập, để có ích cho xã hội, để truyền đạt những cái gì mà mình nghĩ cho người khác. Và mình sẽ kết thúc cái bài này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.